Theo thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận 5,657 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Ngày 25 tháng 3, Việt Nam sẽ đón nhận 1 triệu 373.800 liều vaccine và trong tháng 4 thì sẽ tiếp nhận 2 triệu 803.200 liều vaccine. Tất cả đều là vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca do COVAX Facility hỗ trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cung ứng. Cũng trong tháng 4 năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận 1,48 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế mua thông qua VNVC.